một giới chức cảnh sát cao cấp Trung Quốc đã được bầu cử lên làm chủ tịch cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol hôm thứ Năm, tạo sự lo ngại cho giới đấu tranh dân quyền vì tình trạng đàn áp và thiếu minh bạch trong hệ thống pháp lý Trung Quốc, cũng là khả năng lạm dụng tổ chức này để tấn công những kẻ thù chính trị của chính quyền Bắc Kinh. Theo một bản thông cáo của Interpol, Thứ trưởng Công an Trung Quốc là ông Meng Hongwei sẽ được bầu giữ chức vụ này tại Đại hội Interpol được tổ chức tại đảo Bali, Indonesia. Tổ chức Interpol có trụ sở đặt tại Lyon, Pháp, với hơn 190 quốc gia thành viên có thẩm quyền đưa ra phong báo đỏ, được coi như là một hình thức truy bắt quốc tế. Interpol gửi các thông cáo đến quốc gia thành viên để yêu cầu sự trợ giúp bắt giữ. Tuy hiến chương Interpol ngăn cấm việc thi hành các hoạt động có tính chất quân sự, chính trị, tôn giáo hay chủng tộc, nhiều chuyên gia cho hay có một số quốc gia, đặc biệt là Nga và Iran, đã lạm dụng hệ thống cảnh sát quốc tế này để truy bắt và bắt giữ những thành viên chống chế độ. Tuy chức vụ chủ tịch Interpol phần lớn là có tính chất nghi lễ, nhưng cũng có nhiều ảnh hưởng vì phải có trách nhiệm hướng dẫn và thi hành các quyết định do Đại hội đồng thông qua. Chủ tịch Interpol có nhiệm kỳ 4 năm và người trước đó là bà Miros Parazizi của Pháp. Tổng thư ký Interpol, người thực sự có nhiệm kỳ điều hành, là ông Thyssen Stock, người Đức, có nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ năm 2014.